Hallelujah, cảm ơn Chúa cho chúng ta buổi tối hôm nay. Nhìn xuống tôi, hình như tôi lợi không bạn em, nhìn xuống tôi thấy tất cả những khuôn mặt thân thương. Tôi còn ngợi khen Chúa càng hơn ha. Thỉnh thoảng nhiều lúc không bạn em, thử đi, lên đứng đây ngó xuống ha. Hallelujah, kính mời bạn em chúng ta đồng đứng lên. Amen. Ô mọi người, hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót và làm vương miệng tội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim vương hoài. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Amen. Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ và lòng linh con hân hoan cất tiếng hát ở trên đỉnh của hy vọng, lòng con xin bao vui mừng, xin dâng lòng đầy mến yêu Ngài hoài. Nguyện lòng con là nơi Chúa Cha ngự trị và ngợi khen Giê-xu con cất tiếng hát, lòng nghe tiếng Chúa kêu về miền quê của ơn thánh thiền, xin dâng lòng con kính tôn thờ Ngài. Mọi ân điển Chúa đã xuống cho đời con, chào dâng nói sao không nên lời, lòng vui sướng hoa Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài. Nguyện lòng không quên ơn Chúa yêu diệu kỳ và lòng linh con hân hoan cất tiếng hát ở trên đỉnh của hy vọng, lòng con xin bao vui mừng, xin dâng lòng đầy mến yêu Ngài. Lòng nghe tiếng Chúa kêu về miền quê của ơn thánh thiền, xin dâng lòng con kính tôn thờ Ngài. Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, chào dâng nói sao không nên lời, lòng vui sướng hoa Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài. Mọi ân điển Chúa đổ xuống cho đời con, chào dâng nói sao không nên lời, lòng vui sướng qua Chúa ơi, quyết chí bước đi mãi với Ngài, dâng trọn đời trong cánh tay của Ngài. Mọi ân điển và bài cầu nguyện Chúa dạy là số 1. Bởi vì Chúa dạy thì chúng ta phải cần phải học nắm rõ hơn. Ở trong Kinh Thánh thì chúng tôi có một số Kinh Thánh đó, có cái hàng chữ đỏ đó,
Có một số bạn có hàng chữ đỏ cũng hay lắm. Hàng chữ đỏ là chính Chúa Giêsu dính phán ra. Thì chúng ta tập trung với cái hàng chữ đỏ thì chúng ta rõ hơn, phải không? Rồi. Rồi thì chúng ta đã học cái phần này rồi, phải không? Còn còn khi các con cầu nguyện đừng làm những kẻ đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện trước nhà hội và nơi góc phố để mọi người đều thấy. Thật đã bảo các con, những cái ấy đã nhận phần thưởng của mình rồi. Có nghĩa rằng là cái điều gì mà chúng ta muốn công chúng khen tụng thì họ, thì chúng ta đã được phần thưởng ở trên đời này rồi. Và về thuộc thể thôi, có nghĩa là phần hồn chứ là vui lắm không. Nhưng mà phần thuộc linh chưa chắc là nhận được. À, và sau này về nhà Chúa cũng không thấy nhận được cái gì hết. Nên cái điều quan trọng là cầu nguyện, mà quan trọng là cho mình với Chúa. Thành ra con lần tôi cũng thấy cười đó là tôi, chúng ta biết tin lành có hai nhóm, phải không? Nhóm ngũ tuần và nhóm không phải ngũ tuần. Cũng có một số người quá khích là nhóm tôi là số 1 hay là hơn quý vị, nhóm kia là nhóm này tài giáo, đủ thứ cũng có, phải không? Nhưng mà tất cả là con cái Chúa hết. Thì có một thời tôi cầu nguyện mà ở nhà thờ đó, tôi để ý tất cả đứng cầu nguyện mà mỗi người cầu nguyện lớn vậy đó, thì tôi để ý có một vị, hễ mà người nào kế bên mình mà cầu nguyện lớn hơn mình á, mình lớn nữa, ác thế luôn. Thì thế thành mấy người mà một sư thường hay giảng đó, cái câu này cũng hay, nói rằng là mấy người mà không phải ngũ tuần đó, họ chế nhạo cái người ngũ tuần đó, nói là anh làm gì mà anh cầu nguyện lớn vậy, bộ Chúa điếc tai hả? Câu đó không, Chúa điếc hả? Trong cái thánh cũng nói ta đâu có điếc đâu. Nhưng mà mấy người ngũ tuần á nghe vậy mấy cãi lại đấy, nhưng mà Chúa cũng không có hoảng sợ khi mà tôi la lớn đâu. Thì cũng đúng, Chúa đâu bao giờ hoảng sợ. Rồi thì tôi sẽ không bao giờ mà phê phán người nào cầu nguyện lớn hay là âm thầm hết, nhưng người nào là mà gọi là cho mình hơn người khác về cách cầu nguyện của mình thì hãy coi chừng. Dạ. Rồi thì Chúa cũng cho chúng ta bài này tuần rồi, hơn Chúa kể về hai người linh, một người là thâu thuế và một người Pharisee. Ai cũng tưởng rằng người Pharisee là cái người là cầu nguyện Chúa nghe và biết rõ lời kinh thánh ngũ kinh, nhưng mà rốt cuộc Chúa phê là không. Nhưng mà cái người mà được xưng công chính là cái người thâu thuế, tức là cái người mà cái dân Do Thái họ tức lắm, ghét lắm, bởi cái người này tham tiền đủ thứ, không. Và cái câu cuối của Chúa rất quan trọng là vì ai tự tôn sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Dạ. Ông bà nhanh ghi dấu cái câu này đi. Việt Nam mình thì thích biết cái câu này thường hay là thường thường mấy cầu thủ NBA tôi thấy mỗi lần làm cái gì mà hay hay bắt đầu đập vô ngực, đập vô ngực. Rồi mặt miên đó chứ, làm mà cái miên. Rồi còn ngó cái mình đập cái bạch vàng, cái ngó xuống cầu thủ mà té dưới mình á, có vẻ như là mình mạnh còn chàng đó yếu. Thôi thôi, okay. Không có tinh thần cỡ đó chỗ nào, phải không? Dạ. Chính Chúa mới thăng mình lên. Amen. Khiêm nhường là rất quan trọng. Rồi hôm nay thì chúng ta bắt đầu. Ông anh chị em mà nếu mà nghe trong 3 năm nay ở trong hội thánh này thì cũng đã nghe tôi trình bày về bài cầu nguyện Chúa dạy rồi, mà bao nhiêu trên năm luôn, mỗi tháng mình một bài, phải không? Dạ. Nhưng mà tôi đã từng nói mà nha rằng là bây giờ tôi dạy lại cũng có những điều mới mà tôi học, và đúng thiệt có điều mới. Vì thế hôm nay đây là những cái phần mới này, ha. Dạ. Mà rất là quan trọng cho những người tín hữu. Cái câu đầu tiên mà Chúa dạy bắt đầu rất quan trọng, và lạy
chúng ta đọc nha. Lạy cha chúng con ở trên trời. Tất cả mọi người chúng ta đều có cha hết, phải không? Nhưng mà phải nói đúng địa chỉ, cha chúng tôi ở trên trời. Đó. Mà cha này là cha chúng con, chứ không phải là cha của con. Chúng con tức là cha của tất cả mọi người, phải nhớ điều đó. Amen. Rồi, và bài cầu nguyện này là ai dạy? Đức Chúa Giêsu Christ là ngôi thứ mấy? Ngài là phải là con độc sanh của cha không? Ha. Trong chúng nhớ rằng là khi mà chúng ta nói lạy cha đó, hãy ngừng chỗ đó và suy nghĩ điều này. Đó là hễ mà nói lạy cha là chúng ta có một cái đặc ân, có một cái ân điển nào đó mới có thể nói được lạy cha. Không có phải người nào ở trên đất này mà nói lạy cha là cha trên trời nghe đâu. Đây giải chứng cho bạn nha. Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đấng Christ Jesus, cũng là người. Xin chúng ta cùng đọc cái câu này rất là hay. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đấng Christ Jesus, cũng là người. Vì thế từ nay á, ông bà Giang khi nói lạy cha là chúng ta phải ngừng đó và cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ, ngôi hai con một của Đức Chúa Cha, đã nhập thế nhập thể, đã đến đây để bày tỏ về nước của Chúa, đã dạy dỗ, đã cầu nguyện đủ quỷ chữa bệnh để chứng tỏ rằng Ngài có quyền phép. Và quan trọng nhất mà mục tiêu Ngài đến đó là chết thay cho con. Và Ngài đã sống lại vinh quang, cầm chìa khóa âm phủ thiên đàng. Vì thế nên khi chúng ta nói lạy cha đó, thì giống như là chúng ta bước vô cái cửa của thiên đàng, mà cái cửa là Đức Chúa Giêsu Christ. Ta là cái cửa, phải không? Dạ. Vì thế nên có nghĩa rằng là Chúa cho một cái bài mẫu, có nghĩa là gọi là tiếng Anh gọi là concept, tiếng Việt gọi là gì? Khái niệm, phải không? Thì chúng ta lắp vào thêm, phải không? Lạy cha, cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ là con độc sanh của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta có thể nói Giăng đoạn 3:16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Rồi á, chưa, còn thêm câu này nữa. Hôm nay 3 câu là chúng ta xong. Chính Chúa Giêsu phán nói điều gì? Giăng đoạn 14 câu 6. Xin chúng ta cùng đọc. Đức Chúa Giêsu đáp: Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Thành ra nên khi mà chúng ta lạy cha, chúa con cảm ơn Đức Chúa Giêsu Christ vì Ngài là đường đi, cái cổng để con bước vào để gặp cha. Và cảm ơn cha vì chân lý của Ngài đã xác quyết cho con biết điều đó. Lạy cha. Và cảm ơn cha qua sự chết và sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, con có sự sống đời đời. Không, nó đúng theo cái ý của Kinh Thánh đó, là chúng ta được cái đức tin chúng ta được tăng cường lên liền ngay lúc đó liền. Khi mà lạy cha mà chúng ta ngừng á, chúng ta nói những điều này. Không, vì Chúa Giêsu Christ còn nói nữa mà: chẳng bởi ta thì không ai được đến với cha. Không cách nào hết. Mà Chúa nói rằng là ai mà vô nhà mà không đi qua ta, có nghĩa là ăn trộm, đi qua cửa sổ,
mà nói ăn trộm thì thường con cái câu chuyện này cũng thú vị lắm. Hồi sáng này đó, hôm qua thì đúng hơn, bởi vì nói cho đúng, hôm qua là tôi ra phi trường LAX để đón đứa cháu chồng nó, mẹ chồng và con của nó luôn, 1, 2, 3, 4 người tôi sẽ nhất ha. Thì trở về nhà đó, ở bên quận Cam rồi đó, tôi đi về nhà thì tôi mở cái cổng ra, cái gara ra, và tôi đậu vô cái xe tôi, xe thứ nhì, xe bà xã vô trước rồi, đã vô rồi, xe tôi thứ nhì, và tôi đóng lại. Xong rồi sáng ra 7:10 tôi và thằng con trai út của tôi là Jason đó, đi lên trường, bởi vì nó có cái giờ đầu tiên bắt đầu 7:10 đó. Thì đi ra cũng vội vàng giống như mọi bữa thôi, đi ra vội vàng mọi bữa thôi, xong rồi đóng lại cửa garage ra ngoài, nhưng mà đến lúc mà sau khi mà tôi thả con tôi thì tôi đi làm, tôi xuống Costa Mesa thì nghe một cú điện thoại, mà trong cái lời nói là biết là bà xã tôi nói: anh ơi, con chó nó vô trong garage. Thì mới đầu tôi nói chẳng lẽ mở cửa garage con chó nhảy vô à? Hàng xóm nó có con chó, mà con chó nó nhìn thấy giống, cũng giống như là cái con mà con bu đó, nhìn thấy kinh lắm, và tôi mới lên cái app của tôi để coi con chó nó vô hồi nào. Tôi lên ban đêm cũng không thấy con chó vô, mà sáng ra hai cha con đi cũng không thấy vô. Nhưng mà lúc 8:00, một tiếng đồng hồ sau khi mà tôi đi ra đó, tôi thấy con chó ở trong cái camera, ở trong gara nó lúng quýnh, nó tìm cách ra không được, nó bị nhốt trong đó, trong tù đó. Thành ra lúc bà xã tôi 10 giờ mở cửa đó thì nó nhảy ra một cái làm bà khiếp luôn. Mà bà thì tới giờ cũng không biết thấy con chó nữa, nhìn nó khiếp luôn không? Rồi thì mới cầu cứu. Thì bây giờ cách nào đây? Giờ nó nhảy vô sân nữa, thì mà cái cửa mở thì nó bây giờ chỉ cần mở ra là nó ra thôi. Nhưng mà thế nào đây? Thì tôi mới đứng ở bên Costa Mesa, tôi mới lên cái app, tôi nhấn mở không được. Thì sau đó thằng con tôi nó cũng dạng, nó nhảy ra, nó vô nó bấm cũng không được, lý do con chó đó, lúc mà nó bối rối đó, nó cắn luôn cái dây mà cho cái gara, thành ra khóc cả nhau. Thành ra cảm ơn Chúa rằng là cuối cùng thì có mấy anh thợ sửa nhà dạo này, anh thợ sửa nhà thì chắc có chó nên trị chó dễ lắm, lấy cái dây cột nó cái xong rồi dẫn đi. Thì sau đó tôi với anh con lê hoay để mà sửa lại cái dây cột để mà, và cuối cùng bấm cái nó xong. Thì nói điều này để cho bà nghe biết rằng là con chó này á, bây giờ không biết cách nào mà nó vô cái gara nữa, không hiểu lúc nào không, mà nó là thuộc loại là con trộm rồi. Nó không vô cái cửa chính, nó vô cái ngõ nào không hiểu, bây giờ không có camera đủ. Thành ra tôi có mua cái camera thêm nữa rồi, thành ra nãy giờ đang sạc pin thì nội trong tuần này tôi gắn thêm để cho biết rõ giờ nào nó đi vô ngõ nào, người nào hay là chó nào hay con mèo nữa. Kinh rồi. Rồi trở lại thì cho ta biết rằng Chúa Giêsu đã công bố Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Thì chúng ta cảm ơn Chúa, cầu nguyện lạy Cha chúng ta nhắc đến điều đó ha. Rồi cái phần câu nữa Roma đoạn 2, đoạn 3, câu 22, 24 rất là hay thương bà chị. Dạ, chúng ta đọc nha. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời. Nhờ ơn điển Ngài
bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jesus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Cảm ơn Chúa. Cái sự công chính của Đức Chúa Trời là chúng ta, đó là những kẻ có tội mà được là trắng án vô tội. Sự công chính có nghĩa là gì? Có nghĩa là không còn kể là có tội, đã từng là tội nhân nhưng bây giờ trắng án. Người tín hữu không phải là kiêu ngạo nhưng mà đi là không có cái sự mặc cảm tội lỗi trong người ha. Một trong những cái điều mà để mà chúng ta chắc chắn là chúng ta được cứu, đó là chúng ta không có cái lương tâm, chúng ta không có bị mặc cảm tội lỗi. Tôi mời một số người bạn của tôi cũng đạo đức lắm nhưng mà nói tôi sợ quá, tôi cảm thấy tôi vô đó tôi thấy mấy người đó thánh thiện, tôi tội lỗi quá, chính họ nghĩ vậy đó, không? Nhưng mà thật sự là đi nhóm không phải là để mà mình so sánh mình. Nhớ là dưới thập giá thì tất cả mọi điều là tội ngang nhau hết. Và phương thức mà đến với Chúa thì là nhìn nhận Đức Chúa Jesus là Đấng cứu rỗi của mình. Tiếp mời Ngài vào lòng chỗ chúng ta. Ngài sống với chúng ta thì chúng ta không thể nào tội được. Và chúng ta đi nhóm đọc Kinh Thánh và cầu nguyện thường xuyên thì chúng ta sẽ từ từ cái tội lỗi nó không còn là cái mãnh lực, cái sức mạnh để mà nó lôi kéo chúng ta được. Rồi. Bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta học điều này ở trong The Five Sola Only, Đấng Christ, chỉ có Đấng Christ mà thôi không? Duy chỉ có Đấng Christ thôi không? Và cho mọi người có lòng tin không phân biệt ai cả, không? Vì thế đừng bao giờ mà nghĩ rằng là cái dân này hay người này là họ không đáng được cứu hơn chúng ta, cái đó chúng ta khinh thường lắm. Thành ra thật sự tôi nói thiệt, nói ra mà chúng hiểu rồi, có những người khác xứ của chúng ta ở trên Mỹ này mà thường chúng ta nói mà chúng ta dùng cái chữ đó thôi là chúng ta thấy cũng có cái cho họ xuống một chút hơn. Dạ, thì cố gắng vậy nè, là trong Chúa là không phân biệt ai cả. Dạ. Rồi, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời, nhưng mà nhờ ân điển Ngài. Nói đến ân điển thì phải nhớ đến Chúa Giêsu. Thường thường mà anh em còn nhớ cái câu mà chúc phước cuối cùng của mục sư hay không? Nguyện tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ, Thánh Chúa Con, sự thông công của Đức Thánh Linh. Nhờ ân điển, Chúa Giêsu là ân điển. Vậy không có Chúa Giêsu chết thế chúng ta thì chúng ta vẫn kể là ngày còn có tội. Vì thế ân điển có nghĩa là gì? Ân điển là huyết Chúa Giêsu Christ chết thế chúng ta, và Ngài kể rằng tội lỗi của chúng ta là đã được tha rồi, tội lỗi chúng ta Chúa Giêsu đã nhận và bị chịu chết rồi. Đó, ân điển là như thế. Và những cái điều gì của Chúa Giêsu Christ sẽ ban cho chúng ta? Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Phải không? Chúa Giêsu có thể trực tiếp để thưa chuyện với Cha của Ngài, với cầu nguyện với Cha Ngài. Chúng ta cũng được trực tiếp để mà cầu nguyện với Cha. Rồi. Và bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giêsu thôi, chứ không có sự cứu chuộc nào khác ngoài là Chúa Giêsu Christ. Mà họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào. Có nghĩa là chúng ta không cần phải mất một đồng xu nào để mà mua, để nhận được cái sự cứu rỗi của Chúa hết. Hễ mà sự cứu rỗi mà mua đó, phải có bỏ trả giá là nào? Chúng ta là hay có cái gì trục trặc ở trong cái tính lý đó rồi, vâng. Nhưng mà không có nghĩa rằng là ôi vậy thôi, mỗi lần dâng hiến tôi đã có gì, vâng. Dâng hiến là tình nguyện, là vui mừng. Dâng hiến là để cho công việc Chúa, để cho Chúa soi dẫn ông mục sư và các ban chấp hành cho những cái phần chi tiêu. Dĩ nhiên là chúng ta ở đâu thì cũng tốn kém hết, không? Chúng ta mướn nơi đây, không?
một tháng trả nhà máy đó. Vâng. À, rồi có nhiều cái chi phí lắm, phải không? Thành ra nên chúng ta dâng hiến là cho cái công việc Chúa tiếp tục. Vâng. Đó. Rồi Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xin công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Rõ ràng quá không bà cha? Đức Chúa Trời đã lập Chúa Giêsu làm sinh tế, sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Chúng ta thường nghe đó là có đức tin trong Chúa Giêsu không? Nhưng mà trong đây nói là có đức tin trong huyết của Ngài, huyết của Chúa. Thường thường mà để mà phân biệt, thường thường ta dùng huyết Chúa. Nhưng mà khi mà nói về loài người, tôi nói máu của loài người, còn tôi dùng chữ máu. Máu Chúa cũng được, nhưng mà dùng cái chữ huyết nó hay đó, cũng hay lắm không? Nhưng mà thật sự huyết là máu đó, phải không? Và trong, nhớ rằng lời Chúa phán cho chúng ta, nó nói rằng là sự sống ở trong huyết, còn mọi sinh vật sự sống có huyết. Để mà người nào mà bị đâm rồi máu nó sẽ ra, mà nếu không ai cứu đó, để tiếp máu đó, thì người đó sẽ chết. Hết máu rồi trong người là người đó sẽ chết thôi, phải không? Thành ra nên, nhưng mà huyết của Chúa mới đem sự sống thật, phải không? Chúng ta thiếu máu thì chúng ta nhờ tiếp máu, nhưng mà cái máu của người nào đó cũng không có duy trì sự sống chúng ta đời đời được, nhưng mà chỉ có huyết Chúa Giêsu mới cho chúng ta sự sống đời đời. Nhớ điều đó. Vì thế mỗi lần mà có những bài hát mà nói về huyết Chúa, chúng ta hãy vững đức tin ở trong huyết Chúa dựa trên cái câu này, và chúng ta ngợi khen Chúa hơn và cảm ơn Chúa nữa. Bởi vì khi mà huyết Chúa đổ ra, tức là Ngài đang ở trong sự đau đớn tột cùng. Rồi cảm ơn Chúa. Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Có nghĩa là trong quá khứ có những người tin Chúa sau này, phải không? Nhưng mà trước khi mà tin Chúa đó thì người đã phạm tội rất nhiều, mà không cần phải là trong cái việc làm, lời nói, mà là trong tư tưởng nữa, phải không? Mà Chúa là đấng thánh thiện, nhưng mà Ngài nhẫn nhục bỏ qua. Chúa nói rằng là ngày đó, bữa đó, khi mà phúc âm trình bày, nó sẽ đầu phục ta. Chúa nhẫn nhục, Chúa dẹp hết mấy cái ngày mà chúng ta phạm tội. Chúa chờ đến cái ngày đúng cái giờ, đúng lúc. Vậy Chúa có cái thời điểm cho mọi người hết, và chúng ta cũng vậy ha. Có một người nói tôi là cầu nguyện trong già mình hoài mà không già, uống rượu uống thuốc đủ thứ hết, không có tin Chúa. Mà đúng một cái trong cái năm mà ông sắp qua đời, tự nhiên cái ông gọi điện thoại, mà ông ở Việt Nam, người mẹ bên đây, nói là ba tin Chúa rồi con. Rồi ông còn nói người con nè, con ơi, con nhẫn nại, cảm ơn con nhẫn nại, nhưng mà con nhớ rằng là người ta có thời điểm Chúa cứu nha. Vậy con đừng có mà đi trước cái thời, ý ổng là đừng có đi trước cái thời gian, thời điểm của Chúa. Mỗi người có thời điểm. Anh đã đừng bây giờ mà rủa một người nào nói là tôi giảng mấy chục lần, tôi làm chứ mấy chục lần mà người đó không chịu, tôi cứng đầu quá. Câu đó là vậy là không biết quyền năng của Chúa đối với mình sao, phải không? Thành ra nên phải có cái sự nhẫn nhục của Chúa, xin Chúa nói ban sự nhẫn nhục cho chúng ta, phải không? Rồi biết đâu là qua cái đời sống nhẫn nhục của chúng ta mà người đó tin Chúa lẹ nữa. Người đó mà không thấy cái sự nhẫn nhục của chúng ta, người đó đừng hòng trước sau nhỉ. Trong nhà thờ tôi hồi đó tôi hầu việc Chúa đó, có một người mà rất khó với con của mình, nhưng mà khi người đó tin Chúa rồi, tôi không biết, tôi không ngờ khi ông làm chứng đó là tôi là người gắt gao khó lắm,
Nghĩa là mỗi lần mà ông giảng, ông cuối năm hay gì ông nói là ai cũng phải chịu ổng luôn, mấy người con chịu đựng ổng luôn. Nhưng mà sau này con gái ổng qua, con gái ổng qua Mỹ nói là bà con muốn tin cái Chúa của ba đó, con thấy ba thay đổi, con muốn tin Chúa đó. Tôi thấy là một trong những cái lời làm chứng mà tôi thấy nó đụng tôi là cái chỗ đó. Cái người bạn tri kỷ chúng ta hồi nhỏ biết hết cái gọi là cái tẩy của chúng ta rồi đó, nhưng mà sau này thấy chúng ta như vậy, thôi tôi phải tin Chúa nhé, Chúa của anh đó, anh chỉ cho tôi đi cái đó đó. Rồi cả một Chúa hiện trong hiện tại, Ngài cũng chứng tỏ chính Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Nhớ rõ điều đó, Đức Chúa Giêsu là đấng xưng công chính cho chúng ta. Lên thiên đàng chúng ta chỉ có một cứu cánh duy nhất, đó là Đức Chúa Giêsu Christ thôi. Chúa Giêsu Christ luật sư biện hộ chúng ta số một của chúng ta. Ngài chứng nhận rằng chúng ta được là xưng là công chính vì chúng ta có điều kiện câu cuối đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu. Amen. Rồi thì bây giờ đó trở lại, tôi sẽ xin kính mời mọi nhà đồng đứng lên. Tôi sẽ cầu nguyện nháp, nghĩa là cũng cầu nguyện thiện, nhưng mà giống như là cầu nguyện hướng dẫn mọi nhà thế nào cầu dùng bài cầu nguyện chung dựa trên những cái câu này không đó. Kính lạy Cha, cũng cảm ơn Cha vì Ngài đã ban con ân điển và con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Vì lời Ngài phán rằng chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người là Đấng Christ Jesus, cũng là người cám ơn Chúa vì Ngài. Cái đây 2000 năm Chúa Giêsu đã nhập thế nhập thể làm người, dạy dỗ nhiều người giảng về vương quốc của Chúa, đã cầu nguyện chữa bệnh, và hơn nữa đó là Ngài đến để chết thay cho chúng con, huyết báo vô tội của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá đã ban cho con sự cứu chuộc. Con đặt đức tin cho con hoàn toàn nơi huyết của Chúa. Lạy Chúa Giêsu Christ, Ngài là đường đi để cho con vào nhà Cha, Ngài là chân lý để cho con học biết về Đức Chúa Cha, và Ngài là sự sống để chúng con có sự sống đời đời ở trong nhà của Chúa. Thì chúng con biết rằng Ngài chỉ có Đức Chúa Giêsu Christ chúng con mới đến được, chúng con vào cái cửa và Đức Chúa Cha sẽ nghe lắng nghe chúng con. Cảm ơn Chúa điều đó. Lạy Chúa, chính Đức Chúa Giêsu Christ ban cho con sự công chính, bởi vì chúng con đặt đức tin trong nơi Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chúng con được phục hồi sự vinh quang bởi Đức Chúa Giêsu Christ đã ban cho chúng con. Bởi sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ chúng con được xưng là công chính. Cảm ơn Chúa điều đó. Và cảm ơn Chúa, chúng con đặt đức tin trong huyết của Ngài. Chúng con đến với Ngài là Cha bởi huyết của Chúa Giêsu Christ đã rửa sạch tội lỗi chúng con, đã bao phủ chúng con và bảo vệ chúng con, và chính huyết đó binh vực chúng con để cho ma quỷ không có hù chúng con, nó không nhắc tội lỗi cũ của chúng con, chúng con sẽ không có mặc cảm tội lỗi khi chúng con đến với Đức Chúa Cha, vì Ngài đã nhẫn nhục bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ chúng con rồi. Và trong hiện tại Ngài chứng tỏ chúng con được sự công chính, được xưng công chính vì chúng con đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Vì thế nên lạy Cha chúng con ở trên trời thật là phước hạnh ở trong ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ. Trọn cuộc đời chúng con sẽ ngợi khen Đức Chúa Giêsu Christ, cho chúng con nhiều thời gian để ngợi khen ca hát ân điển của Ngài, và cho chúng con có cơ hội để trình bày ân điển của Ngài cho mọi người chung quanh. Bởi vì chúng con cũng không hơn cái người chung quanh,
chỉ có thời điểm mà thôi. Xin Chúa cho con giữ phần trong sự đem sự cứu chuộc của Ngài đến cho mọi người. Vì ý muốn của Ngài là chúng con là muốn cái đất ánh sáng của thế gian. Và lại Chúa, xin Chúa thương xót những người chung quanh. Và đó là lý do mà Ngài muốn chúng con ở thế gian này. Mặc dù chúng con về với Chúa là chúng con được khỏe, nhưng mà chúng con chọn ở dưới thế gian này sống khỏe mạnh để chúng con hầu việc Ngài. Và lạy Chúa, trong lòng chúng con những ai có tâm tình đó, xin Chúa ban phước thêm chúng con. Có những bệnh tật nào trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, tôi công bố sự chữa lành của Chúa trên quý vị đó. Hallelujah. Con cảm ơn Chúa, bởi lần rồi của Ngài chúng con đã được lành bệnh. Chúng con đặt đức tin nơi Ngài, rồi quý của Ngài, bởi lần rồi của Ngài trọn sự cứu chuộc của Chúa. Chúng con dâng tất cả chúng con buổi tối nay về với Chúa. Chúng con về với nhà, xin Chúa giữ gìn chúng con đi về được bình an. Và chúng con sẽ sẵn thứ bảy này lo việc nhà, và Chúa Nhật này chúng con sẽ gặp nhau và chúng con sẽ thờ với Chúa, khích lệ lẫn nhau. Con cảm ơn Chúa và con nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Tôi Ngài.